Trước khi nhà thuốc điều trị gấy 1-3 xương đùi sau mổ thuật vít đinh lâu ngày xương liền dưới hiện tượng tiêu xương và tạo khớp giả. Quay ảnh trên phim kiểm tra định kỳ mới nhất của bệnh nhân thể hiện xương đùi bệnh nhân đường gấy còn hở rất là nhiều. Hiện tại bệnh nhân đang có ấn tượng tiêu xương và tạo khớp giả. Chính ở viện nằm mổ để ghép xương. Hôm nay bệnh nhân về với nhà thuốc. Nhà thuốc sẽ điều trị bằng phương pháp đắp thuốc và cho bệnh nhân uống thuốc nam nhanh nhìn xương. Tiên lượng điều trị khoảng từ 2 đến 4 tháng là xương đùi bệnh nhân sẽ liền hoàn toàn. Sau đó bệnh nhân phải cần thêm thời gian tập luyện là có thể đi lại, cử động, làm việc được bình thường. Anh mổ xương đùi được mấy tháng rồi? Và em mổ này được 4 tháng rồi. Vâng. Anh dùng cái xương đùi này đang đi lá xe. Thế là khớp của anh cứng quá. Vâng. Anh đi vào chưa? Chưa. Mạch chân đi. Ngồi dài cái gì nhỉ? Lấy hàng ra. Đùi có anh nâng bao nhiêu cân nhỉ? Em nâng lại như vừa 80 cân. Gần 80 cân. Hiện tại nhé, cái xương đùi của anh mổ là liền xẹo nhé. Vâng. Em đắp trực tiếp lên cái mổ. Xương đắp thì anh cuốn cho em 5-7 giấy này nhé. Vâng. Không có những điều trị, không có những chó theo nhé. Ăn bảy giấy. Không rượu, không bia, không thịt chó, không cà muốn theo. Anh bị tai nạn xe à? Vâng, tai nạn xe. Đó. Cuốn giấy lên rồi. Mình đặt lên mặt trong của lá nhé. Chúng ta nên là lá lên. Mặt ngoài của lá nó bằng cuốn giấy. Trước khi đặt thuốc của anh nhé. Vâng. Thì hàng ngày anh mua nghệ từ đây này. Vâng. Xuống chân em nhé. Hình ảnh với xương đùi lâu ngày nữa. Dùng băng quận quần lại nhé. Khoảng độ bó tầm 1 tháng thôi anh tập đi cho em nhé. Vâng. Đi cho em. Giờ tháng 2 có thể đi lại đúng không? Vâng. Một tháng sau anh lại có đi được rồi. Thật hơn tháng sau anh sẽ bỏ ra thôi. Không rượu, không bia, không thịt chó nhé. Bình bình này vẫn đi bình thường thôi. Chưa anh chậm liền lên mình ảnh. Có chứ. Công nhận được thuốc là lắm nhỉ. Vâng, cái này thì một ngày tưới rượu 1-2 lần cho em nhé. Vâng. 1-2 lần cho em. Khi mình chó cho em có tầm 2-3 tháng khỏi nhé. Ngành xương liền này. Ngày đấy là tiêu xương này. Liền là phải để chị cả bó cũng mới khỏi được. Lâu mổ không ai tiêu xương rồi. Xong rồi một trái nhá. Vâng, cảm ơn anh. Em chào anh. Hôm nay em xuống em lấy hình ảnh của anh về quá trình ngày trước anh gây 3 xương đùi. Vâng. Mổ thuật vít đinh lâu ngày xương liền. Từ anh khỏi được mấy tháng nhỉ? Từ lúc bị đến lúc bó thuốc và lúc đi lại bình thường khoảng mấy tháng nhỉ? Từ lúc em bị cho đến lúc em có thuốc là được 4 tháng. Hai anh em mình gặp nhau là em được 7 tháng. Tổng cộng từ lúc mổ. Và từ lúc mổ là 7 tháng, còn
nhà thuốc xuống ghi hình của bệnh nhân. Hiện tại bệnh nhân đi lại hoàn toàn bình thường nhỉ. Ngày trước bệnh nhân có ra viện kiểm tra tin là xương là can hoàn toàn. Hôm nay nhà thuốc xuống ghi hình của bệnh nhân. Bệnh nhân đi lại hoàn toàn bình thường nhỉ. Bệnh nhân đi lại hoàn toàn bình thường. Đi lại rất là tốt. Chú anh ơi, bệnh nhân đi lại rất là bình thường. Đi lại này là bình thường cân nhỉ. Anh đi ra một vòng ngắn cái ra cột điện này. Một vòng ngắn đấy. Bệnh nhân đi lại hoàn toàn bình thường. Hàng ngày anh đang đi bộ không? Hàng ngày đang đi bộ không? Hàng ngày anh còn đang đi bộ không? Rõ quá em. Hàng ngày còn đang đi bộ không? Đi lại. Hàng ngày em cũng hay đi bộ. Thì anh đang đi đạp xe bình thường chưa? Đạp xe mà đạp ấy. Em đạp xe được rồi. Anh cứ đạp xe máy bình thường. Người anh đứng lên ngồi xuống được chưa? Em đứng lên ngồi xuống bình thường. Anh đứng lên ngồi xuống nha. Ngồi xuống. Hôm nay em xuống ghi hình của anh thì gọi anh đi lại bình thường nhé. Anh bó bao nhiêu ngày thì anh bỏ đẳng nặng ra mà anh gấp trên bình thường? Em bó được 15 ngày thì bắt đầu em đứng được. Đứng được. Và à, sau đấy là bắt đầu đi được bằng nặng. Sau đấy thì đến 2 tháng, sau 2 tháng dùng thuốc thì là em có bỏ nặng hoàn toàn và gấp về bình thường. Vâng. Chu vi là xương can hoàn toàn được. Vâng. Hôm nay em xuống hình của anh thì cũng giúp anh hoàn toàn được nhé. Em làm thuốc thì em cảm ơn anh nhé. Chúc anh gia đình mạnh khỏe nhé. Cảm ơn anh. Chào anh. Cảm ơn anh và nhà thuốc. Dạ vâng. Em chào anh ạ. Vâng. Anh ngồi đi đi. Hôm nay em xuống hoàn thiện hình ảnh của anh là quá như ngày trước anh bị gãy xương đùi sau mổ thuật vi tinh. Vâng. Anh bỏ ngày trước ngày anh bỏ hết điều chỉnh xương là can đúng không? Vâng. Anh chờ bao thời gian để anh đi ra viện khảo đi? À, sau khi dùng hết liệu trình thuốc của bên anh thì là em có thể đi lại bình thường. Sau đấy em đợi khoảng một năm. Một năm sau. Một năm sau thì em bắt đầu tháo đinh. Anh tháo đinh ở viện nào? À, em tháo đinh ở viện Việt Đức. Từ đó anh tháo đinh được mấy tháng rồi? Từ lúc em tháo đinh thì hiện nay là cũng được 5 tháng rồi. Anh như thế này. Anh nghiêng nghiêng đây, ngồi đây. Yeah. Quay nghiêng xem cái vạch này bên mổ. Dạ. Anh quay nghiêng nghiêng kia. Đó. Bên mổ của anh tháo đinh rồi. Vâng. Hiện tại đi lại làm việc bình thường chưa? Giờ hiện tại em đi lại và làm việc bình thường. Vâng. Anh dúi ra các bạn chưa? Dúi ra các bạn. Dúi ra các bạn. Ngày trước là anh đi đâu mà anh bị gầy chân này nhỉ? Trước là em bị tai nạn giao thông. Vâng. Em ngã xe. Thì anh đi lại cho vòng dài nhé. Vâng. Đi dưới đường nhé. Hôm nay nhà thuốc xuống hoàn thiện hình ảnh về quá trình ngày trước bệnh nhân gãy xương đùi. Sau khi bỏ thuốc hết liệu trình, xương là can hoàn toàn. Bệnh nhân chờ một năm sau, bệnh nhân ra viện tháo đinh. Hiện tại bệnh nhân tháo đinh 5 tháng rồi. Hôm nay nhà thuốc chụp lại video, bệnh nhân đi lại hoàn toàn bình thường nhỉ.
Anh đi ra một vòng nữa anh nhá. Anh đi qua cổ điện anh nhá. Hoàn toàn bình thường rồi. Qua hình ảnh chiếc X-quang kiểm tra định kỳ mới nhất của bệnh nhân, sau một thời gian bệnh nhân mổ phẫu thuật vít đinh với mâm chày khớp gối, kết hợp bệnh nhân bị gãy đầu trên xương chày. Vì hiện tại khớp gối bệnh nhân đã cứng và dính hoàn toàn. Hôm nay bệnh nhân về với nhà thuốc sẽ kết hợp thuốc đắp và thuốc uống nhanh nhuyễn xương, tiên lượng điều trị khoảng từ 1 đến 2 tháng là mâm chày, xương chày của bệnh nhân sẽ liền hoàn toàn. Sau đó bệnh nhân cần thêm thời gian tập luyện là có thể co, duỗi, gấp, khớp gối và đi lại được bình thường. Vậy
cân thì mình có tuổi nó. Trước thì bị vướng cái chày khớp gối, thế là một cái xương chày xương mát sau mổ thuật khi đinh lâu ngày xương không liền, hiện tượng dính khớp và cứng khớp hoàn toàn. Từ đó ra chị đắp thuốc và tập đi lại bình thường. Chị dưới đây gấp vào xem, dưới lần ra, gấp vào, dưới ra, gấp vào. Ngày trước chị bò mấy tháng đi gấp lại bình thường nhỉ? Tháng dưới. Chị lúc mới đầu tập là chị đau nhiều không? Sau khi tập bao nhiêu ngày thì gấp lại bình thường như này? Hơn một tháng. Hiện tại đi lại bình thường chưa? Đi ra mà đến cổng nhá, đến cổng nhá. Thành. Hiện tại bệnh nhân đi lại hoàn toàn bình thường chưa? Hôm nay là thuốc sang ghi hình thực tế thì bệnh nhân đã đi lại hoàn toàn bình thường. Ngày trước bệnh nhân là cứng khớp và dính khớp hoàn toàn. Sau khi lần đầu tiên sang nhà thuốc tập và sau đó bệnh nhân về nhà tự tập. Hôm nay là thuốc sang ghi hình bệnh nhân đi lại hoàn toàn bình thường. Không còn lệch. Mới đầu nhà thuốc tập thì bệnh nhân lần đầu là rất là đau. Nhưng sau một thời gian bệnh nhân về nhà tự tập và hướng dẫn bài tập của nhà thuốc, hiện tại hôm nay nhà thuốc theo ghi hình bệnh nhân đi lại hoàn toàn bình thường nhỉ, không còn lệch đi lệch người nữa và không còn cứng khớp dính khớp nữa, gấp chân là bình thường nhỉ. Đúng rồi chị ơi, chị đi nhanh lên, chị đi nhanh lên cho em, nhân đi lại hoàn toàn bình thường nhỉ. Tạo nhân đi lại hoàn toàn bình thường nhỉ. Chị nhanh cho em một tí, nhanh một tí. Chị đi như này chị cảm giác chị có mừng không? Ừ, thế là tốt rồi đấy. Rồi, chị ngồi ghế đây. Đi lại này là tốt rồi nhá. Chỉ cần thêm thời gian tập luyện thêm và
Còn thời gian là chị thấy đinh là bình thường nhé, nào đinh ra là đi lại bình thường hoàn toàn. Cảm ơn chị cho em xin hình ảnh nhé, và chúc chị sức khỏe và chào chị. Em chào chị ạ. Hôm nay em sang một định ảnh của chị của cái ngày trước, chị với mức chảy, cái đặc biệt chân chảy sau mổ. Anh hưởng xương mát ạ, chị bạch chất lên cho em. Chị mổ tháo đinh được mấy tháng ấy nhỉ? Tháo đinh 5 tháng đúng không? Thế cái mổ của chị đã săn rồi nhá. Rồi, chị vén quần xuống đi. Thế là đi làm việc bình thường chưa? Đi làm bình thường rồi. Chị chuối ra, gấp vào kìa. Gấp vào. Chuối ra. Gấp vào. Chuối ra. Gấp vào. Chuối ra. Gấp vào. Thì em dùng bằng quang đúng không? Cái đến quang ngã tư ạ. Dạ vâng. Thì chị đến tiêm xem. Hôm nay nhà thuốc sang hoàn thiện hình ảnh, thì tạm nhiên là đi lại hoàn toàn bình thường kìa. Bệnh nhân đã tháo nẹp được 5 tháng kìa. Hôm nay nhà thuốc sang hoàn thiện hình ảnh, thì đi lại hoàn toàn bình thường kìa. Đúng rồi chị ơi. Ngày trước chị tập, em tập chỉ có đau không? Đau. Hôm nay em sang hoàn thiện hình ảnh của chị mức độ thì đi làm bình thường mà tháo đinh rồi nhá. Hay là thuốc em cảm ơn chị đã nhìn mình khỏe nhá. Em cảm ơn nhé thuốc. Dạ vâng, em chào chị. Hôm nay nhà thuốc xin thiệu đến các bệnh nhân về một ca điển hình của gáy dập nát 1/3 dưới xương chảy và xương mác sau khi bệnh nhân đã mổ phẫu thuật viết đinh ngoài. Các bệnh nhân mổ phẫu thuật ghim đinh gáy 1/3 xương mác. Qua hình ảnh chụp X quang kiểm tra định kỳ sau hơn 3 tháng, trên phim thể hiện hình ảnh xương chảy, đường gáy vỡ vụn dập nát di lệch để ở trong. Vì hiện tại bệnh nhân mổ được hơn 3 tháng nhưng xương không liền, trình ở viện là tháo đinh ngoại vi, sau đó bỏ bột cho bệnh nhân, chờ một thời gian vết thương ổn định, sau đó bệnh nhân sẽ ra viện mổ phẫu thuật để ghép xương. Hôm nay bệnh nhân về với nhà thuốc sẽ kết hợp thuốc đắp và thuốc uống nhanh nhìn xương. Tiên lượng điều trị khoảng từ 2 đến 4 tháng là xương chảy, xương mác của bệnh nhân sẽ liền hoàn toàn. Sau đó bệnh nhân cần thêm thời gian tập luyện là có thể cử động, đi lại, sinh hoạt và làm việc được bình thường. Bác mổ cái vi đinh ngoại vi này, người cũng chảy và cái đập này, vi đinh ngoại vi này, vi đinh ngoại vi này là được bao thời gian rồi? Cái ngành bác bị gãy đầu, vừa xương chảy và xương mát nhé. Xương chảy bác là đường gãy dập nát rất là nhiều.
Xin nói chuyện là bộ có bột này tích một thời gian để đi ghép xương đúng không? Hôm nay vào đến là thuốc cháu cho cái đập tắt và thuốc uống nhé. Trước tiên cháu đắp thuốc bác khỏi tháo bột tinh ra trước. Năm nay bao tuổi nhỉ? 58 tuổi. Quê bác ở đâu? Quê ở Nam Định. Bác ở Nam Định. Nam Định. Hải Minh, Hải Hậu, Quang Hàn đấy. Là Quân. Nhà thì bên cạnh một đứa chín cây rồi. Nam Định là bạn đường khá đẹp lắm. Đây là con sống lượng đấy. Đây là mình phát ra từ nó bán chữ thịt. Ghép ghép lên. Các đi đâu mà gấy chân này? Ở quê ăn Tết đấy thì giữa Nam Định ấy là dưới quê nội đi lên quê ngoại hôm hai Tết. Xe ô tô taxi nhân tâm này. Trực diện là cái gì đó bây giờ của tôi. Bệnh viện Nam Định học viên sĩ đối lượng học viện. Giờ là ghép xương. Hôm qua đi khám lại thì người ta cũng bảo là xe sẽ phải mổ ra để là dóc hai cái đầu xương mà nó đã bị sơ đấy. Xong là lấy xương chậu vá lên để cắt tít bên trong, đóng xương bên ngoài. Nói là cái gì nhỉ? Viện nói là cái gì? Đấy thì người ta giải thích là sẽ phải làm như thế. Xương này nó gãy nhiều, bây giờ nó chỉ có mình canxi, mình canxi thì uống một chuyện canxi vừa đến 10 ngày rồi. Xin bác vừa nhận cái này về nhà bác không, mới đọc không lại nhiều nhá. Trong thời gian đó là để xử cho nó ổn định. Dạ, bắt đầu trên đường. Ổn thì nhẹ nhưng mà cứng. Bác mổ nó gần 4 tháng nữa. Cứ vào đây uống nước chờ tí là vì cắt bột nó lâu. Đấy, cái ông già 50 tuổi. Ông đấy ở trên thất. Nát nát như thế mà. Đấy, mấy bạn? Mấy bạn? Chú bảo là bác xem video này, ca này giống trường hợp của bác đấy. Đấy. Tôi nhìn là tôi tin, không nghi ngờ được cả. Đấy.
nó lại cứ dở cái chỗ bệnh viện, đăng những chỗ bị phồng da bị rồi cái đấy đăng ảnh ấy có thật, có thật tí đã thầy bó thầy có trình độ ấy. Có biết thương hở nó phải chừa ra hay cho uống thuốc trước. Đây là chuyện chắc là cũng đi học thêm chứ, học về xem phim nhiều gì. Ca mổ ấy, hoại tử dò thì có đáp ứng được, có chưa biết mổ ra thì biết dò ra. Dâu là không cho đi bó. Con trai là đi bàn hả? Sao đến tận hôm qua từ bệnh viện gọi về nó là chưa lên làm mặt của bệnh viện con cũng chỉ lo nghĩa xem nó thế nào. Nên cái việc này nó phải là thật chứ không có phải là hảo như những chuyện hoang đường khác. Có cái gì được đánh giá từ lúc sờ bó vẫn còn đinh, không đi được xương nề, vết thương vẫn mổ ở đây. Hôm nay đang quay ảnh bác này, sau này nó đi bình thường nó lấy ảnh thế này. Thế xong đến cái lần cuối cho đến tận nhà. Đúng rồi. Cháu về nhà bác một hai lần. Theo dõi chăm sóc bệnh nhân suốt quá trình. Suốt quá trình chuẩn bị đây. Thế thì làm sao mà lại không có thể tin cậy? Cái ông trên với cái đoạn này bác ông già đây. Về tục quay ngày ông còn Linh này. Chào ông hay ông Thảo Linh nhé. Không, nó đơn giản. Tắt nhưng mà tắt bằng cái thuốc gì dẻo dẻo ấy mà bảo là phải giã cái con gà con đấy. Ôi giời, kinh lắm, tắt xong rồi nó thối suốt trong thời gian đấy, kinh khủng luôn. Cái nặng cửa xe tám, ta ngồi đi lên đấy gọi bó, gọi hai lần xong rồi. Cái này thì một ngày thì bác kế hiệu phòng như bác thuốc. Thank you.
Này, mai xương liền là bác rút ra mà. Rút đơn giản. Cái găm, găm linh này. Cái đấy nó chỉ gá vào chứ nó có cái gì đâu mà. Đúng rồi. Bắt vào đâu rồi. Tích ra là rút ra là này là khô cứng. Cái này nó bột thủy tinh. Cao cao nè, cái này không nên rửa, không nên người lên trèo, không nên rửa chứ gì cả, và không nên rửa. Vì chân mình xinh gái lắm. Cho nha nó. Chuyện mặt sâu lắm. Ngày mai mặc váy hơi sâu. Tắm nước là uống nước xương mà xương mát lạnh thế. Để nhà không được mấy đâu người đi lại nhá. Tắm nước tầm 10 năm ngày sau bắt đầu đi được. Là không là có giá cá không được. Em thấy món tuấn rượu nó bây giờ thì giá không gì. Thank you.
chân là bốn hôm á. Hai viên này. Đây là bó để cháu sao này nhé. Các mình gầy ba rửa chân chày cũng mát nhé. Cháu lắp tiếp rồi đấy. Mèo giới thiệu cho 2 lần đấy nhé. 2 lần thì khoảng đây. Hả? Mua hả? Cả hai. Cháu gắp vào bụng nó bít xương lên được mà không cần gắn xương cho bác này xong rồi nhé. Về đợi này đặt cho bác vị trí. Chúc bác chống cục. Thì cháu cắt thuốc uống với cái khó là làm xong. Chào bác ạ. Hôm nay con sang cái hình ảnh của bác. Tại vì ngày trước bác mình thấy 1-3 dưới xương chày và xương mát sau mổ thật viên tinh ngoại vi. Nâng ngoài xương liền còn nhạch nhiều. Thì đó ngày trước là bác bó là mấy tháng nhỉ? Chữa ở bệnh viện là 4 tháng rồi, sau đấy thì là bó ở nhà thuốc là 4 tháng. Vâng. Bây giờ con đi là tốt chưa? Bây giờ là đi được, bỏ bác hết nặng. Rồi ra gấp vào đây con. Rồi ra gấp vào. Gấp hẳn vào. Rồi ra. Gấp vào. Rồi ra. Gấp vào. Ở bên mổ của bác nè, xoay chân rồi đó. À, bên mổ của bác là liền xeo rồi nhé. Bây giờ bác đi lại thì hàng ngày bác đạp xe được bao nhiêu cây số? Đạp xe trong vòng khoảng cứ đạp một nửa tiếng đồng hồ liên tục. À, phải được 3-4 cây. Vâng. Con đi cho con một vòng dài đằng kia nhá. Dạ, con đi dưới đường cho con. Xe 04, xe đã vào chuồng. Nhà thuốc sáng ghi hình, hiện tại bệnh nhân đã đi lại hoàn toàn bình thường nhỉ. Xe 18, xuất phát. Không đi lại hoàn toàn bình thường. Chúc mừng thành công xe 04. Thưa bác ơi, bác quay lại con. Xe thao, lỗi đổi số.
C10 đã học. Bác đi qua một vòng ngắn đây nhá. Một vòng ngắn đó. Đi quay lại. Vâng, bác đi quay lại một vòng ngắn đấy, cho con. Thưa bác ạ, thì đạo nhân đi lại là hoàn toàn bình thường nhỉ. Ngày trước bác có bỏ lá bao nhiêu thời gian bác đi lại được? Bắt đầu bỏ khoảng một tháng ấy là đã bỏ một bên nạng ra, đi bằng một bên nạng được rồi. Dạ vâng. Thế là sau đấy thì là cái bàn chân thì nó có hơi tê đi, thì nó không được thật chân lắm nhưng mà vẫn tập vẫn đi được. Dạ vâng. Thì hôm nay con sang hình của bác là bác đi lại bình thường nhé. Thay mặt là thuốc con cảm bác cho con xin bước trước thời gian để con ghi hình lại quá trình ngày trước bay gánh 1/3 dưới xương chày và xương mác. Sau mổ thuật vi tinh ngoại vi những xương còn mác còn sinh lệch và còn đặc biệt là xương chày sinh lệch 2/3. Mổ bác xương này bác chụp phim là xương can chưa? Cái lúc mà mổ xong là người ta đóng đinh như thế, tháo đinh ra thì nó xương vẫn rời ra. Dạ, vâng. Đúng miệng, đúng miệng. Nó rời hẳn ra đến khi mà bó bột, sau 4 tháng bó bột thì là nó hơi chớm can đầu xương vào được một tí. Dạ. Thì là biết nhà thuốc qua trên trên điện thoại này thì là mới tìm đến nhà thuốc, thì nhà thuốc bó cho thì sau. Thực ra là có 20 ngày sau ấy là đã đứng được xuống đất là để bước được đi. Dạ, vâng. Bằng nạng. Dạ. Thế còn chính thức là bỏ nạng ra là đi được bằng một nạng ấy là sau hơn một tháng. Dạ, vâng. Thì là khi mà bó thuốc vào thì nó chuyển biến rất là nhanh mà cảm thấy là nó đỡ bị đau bị nhức như là cái khi mà bó bột. Dạ, vâng. Bó bằng cái nẹp bó thuốc này thì nó đơn giản hơn, nó dễ chịu hơn, nó thoáng. Vâng, mức độ như này bác là tốt rồi. Thế là kết hợp với là ngâm lá như nhà thuốc dặn đấy. Dạ. Chuyển biến cũng nhanh. Vâng. Hôm nay con tham ghi hình thì con cảm bác nhé. Vâng. Chúc bác nội khỏe nhé. Vâng, cũng chúc nhà thuốc là cứu giúp được nhiều bệnh nhân hơn nữa. Dạ vâng. Vâng. Lỗi tốc độ. Con cảm bác. Vâng. Rất là cảm ơn nhà thuốc. Cũng may mà gặp thầy gặp thuốc là nhanh. Dạ, vâng. Cái trường hợp của tôi là hàng xóm láng giềng đến thăm đến chơi là bảo là quá nhanh đấy. Dạ, vâng. Mà ở cái lứa tuổi của tôi là rất khó liền, chậm liền nhưng mà liền được. Chúc mừng thành công. Rất cảm ơn nhà thuốc. Dạ vâng, con cảm ơn. Dạ. Trước khi nhà thuốc điều trị gấy chậm nát 1/3 trên xương chày và xương mác, sau khi bệnh nhân đã mổ cố định vi tinh ngoại vi, trên phim chụp kiểm tra định kỳ mới nhất của bệnh nhân thể hiện xương chày bệnh nhân đường gây còn hở di lệch để sau, còn xương mác gây vát di lệch
đều ở trong. Vì hiện tại bệnh nhân mổ một thời gian xương không liền, dẫn đến hiện tượng viêm xương. Trình ở viện làm mổ tháo đinh ngoại vi, chờ một thời gian cho vết thương ổn định, sau đó sẽ ra viện mổ phẫu thuật để ghép xương. Hôm nay bệnh nhân về với nhà thuốc, nhà thuốc sẽ kết hợp thuốc đắp và thuốc uống nhanh nhuyễn xương. Tiên lượng điều trị khoảng từ 2 đến 4 tháng là xương chày của bệnh nhân sẽ liền hoàn toàn. Vì hiện tại khớp gối bệnh nhân đã cứng rất là nhiều, nhà thuốc sẽ kết hợp thuốc đắp và thuốc uống nhanh nhuyễn xương. Sau khi bệnh nhân điều trị xong quá trình là có thể đi lại, cử động, co, duỗi, khớp gối và làm việc, sinh hoạt, mọi thứ được bình thường. Anh ngủ trên này bao thời gian được? Thế anh của anh bị dập vào nắp đầu trên chân chày và chân mạc nhé. Để vào đi ngoài đi. Anh tháo đinh được bao thời gian được? Tháo đinh là gần tháng. Đinh ở viện là mổ để ghép xương không? Thì đinh là mổ lại nhé. Trước tiên lên nắp thì anh nghiêng chân. Hàng ngày anh mua nghệ nhé, từ đây nhé, xuống bàn chân cho em, các bàn chân cho em nhé. Nghệ tươi đi. Nghệ tươi. Phải giá cái bôi. Giá ra bôi nghệ vào. Bôi khắp bùi hay là bôi được không? Từ luôn xuống bàn chân luôn. Bôi khắp cả dạ. Bàn chân á. Đúng không? Ngày nào như thế. Ngày nào như thế. Đây, họ mổ ra, họ ghép xương. Ghép ít đi. Ghép ít tay. Thật sự mổ lắm. Mấy người mổ, mấy nặng đã liền xương. Mổ là thật sự nó kém. Đây có biết đâu ông nọ mới nằm cứ mày mò trên cái điện thoại này thế nhảy qua rồi không mình mới mở cái để xem cái đau là cái đau đi xem nhiều các cái clip gì à thấy anh chữa những cái kha rất phức tạp mà có thể bỏ có bệnh phải tự dưng mà đi tìm thầy đi viện này thì cứ mồm tiền toàn tiền chục mấy chục triệu chữa chân này hơn 100 triệu anh ạ, cả tay cả chân. Ngủ về đi bó đâu được không? Đấy bó nhà ông quý ở Hoài Đức đấy, nhưng mà ông mà thua. Này nhìn này cứ vậy nhá, chân này nhá. Đó, đặt kia này này. Đi đây này, đi đây này. Điều trị ngày thứ 2 đến 4 tháng mà anh khỏi hoàn toàn nhé. Xem được theo cái điều của anh nhé, để quay từ đầu đến cuối. Lúc anh đi lại được. Sau khi đi được, sau này anh còn chắc được cái nhà kìa. Được quá. Anh dâng. Chân của anh hiện mổ để ghép thôi, nhưng em sẽ bó tầm thứ 2, 4 tháng sẽ can hoàn toàn nhé, đi lại sẽ bình thường. Và đây là khiêng chó cho em nhé, tay này nắp được 3-4 miếng là can hoàn toàn đó. Tay của anh đang can tốt là chưa can hết rồi. Xương tay thôi thì bổ trợ thêm tí nữa nhé. Lần nào phải bó. Anh chị đi lên đi nghe. Anh nghiêng cái mổ. Cái mổ tay rất là đẹp nhé. Em đắp trực tiếp vào đây. Khi đắp thì anh quấn cho em vài tờ giấy này. Cái này thì anh có tốt về đắp giấy. Được đắp giấy hay là mấy ngày thay? 5 ngày một miếng. Hai thì về 1 tháng sau này ta đi nhiều cho em nhé. Chúng tiên xuống. Bây giờ em vẫn tập đi. À, đi đi nào. Nhưng mà bây giờ em hỏi anh là bây giờ bó thuốc này về mình vẫn đi lại bình thường nhỉ? Vâng. Nhưng không được chống chân xuống. Vâng. Nhá. Sau là anh bó 1 tháng anh chống chân được. Bây giờ anh chống chân là anh gấy xương ngay. Cái xương này liền đâu? Thôi bây giờ chống chân vẫn đi nào. Đi thì đi một chân đúng không?
chân đúng không? Chân đúng rồi, chân này cũng chưa chỉnh được. Này thì tầm độ 15 ngày 20 ngày là căng hoàn toàn rồi. Riêng chân này tầm 4 tháng. Đi đi ngoài ngoài vi này mà anh đến có luôn thì nhanh à? Vâng. Thì nắng quân rồi thì trước này là anh đắp, anh cả đắp cả uống này. Điều trị thứ 2, 4 tháng anh khỏi hoàn toàn nhé. Thế thì bình thường. Hôm nay anh đến anh quay anh canh có clip lần đầu. Còn sau, vài lần sau anh quay anh nhạc đi lại được. Bình thường nhé. Đấy nhé. Em chào anh ạ. Hôm nay em sang quay hình ảnh của anh. Thứ nhất về quá trình ngày trước anh bị gấy 1/3 trên xương chày kết hợp với mâm chày và ảnh hưởng gấy cả xương mác nữa. Từ đó anh đi lại và làm việc bình thường chưa? Tôi thì từ ngày đến nhà thuốc của anh thì đến bây giờ cũng được vài tháng rồi thì cũng đi lại được và cũng anh, làm được các cái việc nhẹ. Anh vạch quần chưa? Vạch quần đây. Đó, vạch quần đây. Này vết mổ của anh quay nghiêng bên kia. Đấy, vết mổ của anh là bình thường, anh gấp ra gấp vào này, ngồi ra gấp vào, ngồi ra gấp vào, đứng lên ngồi xuống đi cho anh, đứng lên ngồi xuống được, anh đứng lên ngồi xuống cho em, đứng lên ngồi xuống, ngồi xuống, đứng lên, ngồi xuống, đứng lên, rồi cái chân này thì nó chưa gấp được như cái chân kia, bình, anh đi ra một vòng dài qua cái xoang đấy nhá, đi lại, đi trên chân cho em, đi trên đường cho em nhá, anh nhà này cũng khá tốt đấy. Hiện tại bệnh nhân đi lại là bình thường kìa. Hôm nay nhà thuốc sang ghi hình thực tế. Bệnh nhân ngày trước đã bó một số thầy nang nhưng xương không liền. Vì bệnh nhân là gấy dập nát và vỡ vụn. Mâm chày đầu trên xương chày và xương mác. Sau mổ thuật vít đinh ngoài nhưng lâu ngày xương không liền. Chỉnh ở viện là tháo đinh ngoại vi để chờ một thời gian để ghép xương. Nhưng bệnh nhân không muốn mổ, là về nhà thuốc điều trị một thời gian. Hiện tại nhân đi lại hoàn toàn bình thường rồi. Vũ Anh ơi! Anh đi chăm một tí anh ơi. Đi chăm một tí này, dịch này. Đó. Hàng ngày anh đi bộ xe đạp được mấy cây? Đi xe đạp được 4-5 cây cũng được. Dạ vâng. Xe đạp đi vô tư. Dạ vâng. Anh ngồi ghế đây. Ngồi đi lại là tốt nhá. Anh cần thêm thời gian tập luyện là anh quay mặt này. Anh ngồi ra các bạn nhá. Ngồi ra các bạn. Các bạn, ngồi ra. Các bạn, ngồi ra. Đi lại này là bình thường, anh cần thêm thời gian tập luyện là anh đi bình thường nhá. Ngày trước là anh bị tai nạn đúng không? Anh bị tai nạn thì anh đi mổ viện nào? Mổ ra thẳng viện 408. Dạ vâng. 408 thì sau khi mổ về anh có điều trị ở những đâu không? Mổ về thì tôi lo mổ trắng rồi họ cho về tuyến tỉnh nằm 10 ngày thì là tôi về nhà. Dạ. Nhà sau đó 12 tháng đến nhà thuốc của anh đấy. Dạ vâng. Trước đó anh có điều trị ở những đâu không? Cũng có một số nơi rồi nhưng mà hiệu quả quá. Thì đi làm thì nhẹ thì đi làm được. Dạ, vâng. Cái chân thì thực ra là nó vẫn yếu thì vẫn tập đấy. Nó
thì mình nói thực. Anh cần thêm thời gian anh tập luyện của thời gian xong anh quay lần hai là sẽ đi lại bình thường nhé. Thuốc bóp em cho anh thì về nhà anh bóp bình thường cho em nhé. Mà là thuốc thì em cảm ơn anh, chúc anh gia đình khỏe nhé. Là bớt chút thời gian buổi trưa này cho em xin hình ảnh. Vâng, em chào anh nhé. Chúc anh chống bệnh phục. Nhà thuốc sẽ giúp đỡ được nhiều những người gặp hoạn nạn. Dạ, cho người ta khỏi bệnh. Dạ vâng, vâng. Em cảm ơn anh nhé. Vâng, vâng. Thì quan trọng nhất là người bệnh người ta khỏi, người ta rất mừng. Dạ vâng, thì em ghi ngày thực tế anh lúc đầu điều trị và sau là anh đi lại ngày tốt rồi. Cái này thì nó thực ra là gãy chân này là nó rất khổ. Dạ vâng. Nếu không gặp thầy gặp thuốc thì nó rất mệt. Dạ vâng. Tốn kém nhiều. Thì dạ. Tôi mới đi mổ viện tốn kém nhiều. Dạ vâng. Rất nhiều tiền. Anh đi lại này là mức độ này là tốt rồi. Đấy, bây giờ tôi nghĩ là bây giờ thôi mình trước mắt mình cứ đi lại được cũng đã là mừng. Thế còn làm thì mình phải làm việc nhẹ thôi. Đúng rồi, thích đi dần dần anh ạ. Thế sau này mà sức khỏe nó yếu đi thì mình cũng chỉ làm những cái việc nhẹ thôi. Dạ vâng. Thế là... Anh cần thêm thời gian tập luyện, một thời gian sau em ghi hình ảnh là anh sẽ đi lại bình thường nhé. Ừ. Còn em chào anh nhé. Rồi. Vâng ạ. Em chào anh ạ. Hôm nay em sang có định hình ảnh của anh về quá trình ngày trước anh bị gãy vùng ba xương chày và xương mát cổ sau mổ gần lâu ngày xương liệt. Từ đó anh khỏi được bao nhiêu tháng nhỉ? Từ khi tôi bị gãy chân đến nay thì nói về khỏi thì nó khỏi được 6 tháng rồi. 6 tháng. Hiện tại anh làm việc bình thường chưa? Bây giờ thì đi làm việc, đi lại xe máy, xe cổ, xe đạp bình thường. Vâng. Hôm nay em sang có định hình ảnh anh em một con trai đi nhé. Đi thẳng đường chưa? Hôm nay nhà thuốc sang ghi hình của bệnh nhân. Cho là bệnh nhân đã khỏi được gần 1 năm rồi. 6-7 tháng rồi. Thì là nhân đi lại hoàn toàn bình thường rồi. Nhà thuốc sang hoàn thiện hình ảnh từ đầu đến cuối. Hình ảnh thực tế cùng với sức khỏe đến xương thuốc. Hình ảnh rất là tốt. Còn lệch một chút nào nữa. Trước bệnh nhân này gãy xương rất là nặng, điều trị thời gian không hiệu quả. Sau bệnh nhân về nhà thuốc thì đắp thuốc đâu cũng nhanh nhìn xương, bệnh nhân đi lại hoàn toàn là bình thường rồi, tốt rồi.
mới ghế đây. Nội đi lại là bình thường nhỉ? Hàng ngày anh đi làm mấy xa, mấy chục cây? Tôi đi xa 20 cây, nói chung là đi lại thì nó bình thường rồi, chỉ có cái là... Hàng ngày anh làm ngày tôi thì lao động do đi phá rỡ rồi đi đào móng nhà rồi phá cọc bê tông rồi là ngày nào cũng làm việc được đúng không? Bây giờ thì đi làm được rồi. Vâng. Hôm nay em sang ghi hình những cho anh đi lại được tốt, làm việc thì đi làm hàng ngày thì là tốt rồi nhá. Hay là thuốc thì em không phải đòi hơn. Chân lao động suốt đời mình đi lại được là đi lại là chào anh nhé.